Xin chào anh John. Xin chào anh Bo. Xin chào Henry. Xin chào FP và các bạn. Đây là ở Bảo tàng Vũ khí ở thành phố Vũng Tàu của một người anh tên là Robert. Từ thành phố Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh là 60 km. Chúng ta có thể đi từ Sài Gòn đến thành phố Vũng Tàu bằng xe buýt, bằng xe ô tô hay xe máy. Anh John, anh Bo, Henry, FP và các bạn nhìn thấy không? Đây là những người lính Roman cổ xưa. Anh Bo, anh John nhìn thấy không? Đây là những cái mũ của những người lính của nước Anh, nước Tây Ban Nha và nước Hy Lạp. Rất đẹp. Đây là những người lính Hy Lạp cổ đại. Sao chị? Dạ, mấy cái bộ này là mình phục chế lại, còn ở trên đầu trở đi là những cái bộ trang phục nguyên bản gốc. Dạ. Cảm ơn chị. Đây là một cây kiếm rất cổ xưa. Cây kiếm này rất dài. Cây kiếm này là của người Đức. Đây là một người lính từ nước Anh. Đây là những cây súng của người Việt Nam. Đây là bên ngoài của bảo tàng. Đây là một bảo tàng vũ khí rất lớn. Chú bỏ đạn cho chỗ nào đây?
Chú ơi, lát cầm cháu cái chìa khóa nhá. Cái chìa khóa xe màu xanh của cháu quên cái lại đó. Đây là khắc súng của người Việt Nam. Đây là những người lính rất cổ xưa. Và đây là một cây kiếm rất dài. Đây là một cây kiếm rất dài của người Scotland. Vừa đây là một người lính. Anh John, anh Bo, Epi, Henry và các bạn nhìn thấy không? Ở đây có rất nhiều người lính cổ xưa. Đây là một người lính Mông Cổ. Người Mông Cổ. Đây là những người lính, người Trung Quốc, người Trung Quốc. Đây là những người lính, người Ba Tư và người Afghanistan. Các bạn nhìn thấy rõ không? Đây là những cây kiếm và cây dao của người Việt Nam cổ xưa. Đây là những cây kiếm và những cây dao của người Việt Nam rất cổ xưa. Đây là những cây kiếm của người Việt Nam rất cổ xưa. Đây là những cây kiếm, những cây đao của người Anh, người Đức rất dài. Đây là một vũ khí của người Anh. Cảm ơn chị.
Và đây là một cây súng của người Anh. Và đây là những cây súng của người Ấn Độ. Đây là một người lính Pháp. Còn đây mình có quân đội hoàng gia của Hà Lan. Ngày xưa thì Hà Lan đánh qua bên Trung Quốc á, những cái mẫu áo mà chúng này nè, Hà Lan cướp phiên của Trung Quốc vậy làm cho nước mình dạ. Nên nhiều người tham quan nói, ủa sao Hà Lan bận áo giống của Trung Quốc là gì? Nó lai lai cái mẫu nút tàu cũng là cái mẫu nút sam. Còn ở ngoài này mình có lính đánh thuê của Thụy Sĩ. Và bây giờ đến cái hoàng vẫn còn thuê lính Thụy Sĩ giữ cái tòa thánh Vatican của Ý. Họ rất là dũng cảm và trung thành. Giống như là Thảo Bình hả? Trong đoàn thứ 16 thì họ còn thay đổi, còn bằng cái trang phục này. Còn bây giờ những người lính mà giữ cái tòa thánh Vatican họ thay đổi trang phục trắng đỏ sạch trắng đỏ. Bây giờ là giữ cái đó là danh dự lắm. Dạ, lính cường. Và đa phần là những người giữ cái tòa thánh Vatican là không trai, tên, chưa có hồn. Đây là một người lính Napoleon. Đây là một người lính Pháp. Đây là những người lính Hà Lan, Hòa Lan. Và đây là những người lính Hòa Lan. Ở đây có rất nhiều súng. Súng này là của những nước Pháp, nước Úc, nước Bỉ. Và các khẩu súng này có từ rất lâu rồi. Có từ thế kỷ 18, thế kỷ 17. Đây là những người lính Hòa Lan. Anh đi chung với đội không? Không, mình đi riêng. Đây thì có súng rồi, trên đây. Dạ. Ở dưới gương mà giáo trên đây là súng kiếm. Dạ. Anh quay, anh chụp ấy, anh quay cho qua.
sao anh? Mình chụp thì nãy mình quay khi nào mình rảnh vừa mở cái video lên clip lên mình coi. Đúng rồi, đúng rồi. Quay thì đẹp hơn. Quay nó đẹp hơn. Ở đây thì nói về những trên đây thì nói về những cuộc chiến của thời Napoleon. À. Đây mình có bức tranh Napoleon Bonaparte những cái chúng lục cổ ngày xưa. À. Ông này là tướng của lục hoàng đế Napoleon của Đức Pháp. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa thì ông cao có 1m58 mà mà nó chiếm gần hết cái châu Âu. Đúng rồi. Đây là hình ông Napoleon. Dạ. Đây là hình Napoleon. Ông Napoleon của Đức Pháp. Và đây là các khẩu súng thời xưa. Đây là hoàng đế của nước Đức. Trên đây thì nói là cuộc chiến của thời Napoleon để chứ. Ông này là tướng của lòng hoàng đế Napoleon của nước Pháp. Ngày xưa thì ông cao có 1m58 mà mở cánh chiến được hết cái châu Âu. Khi mà bước lên con ngựa có đứng lưng lên trong đạp con bước con leo lên lưng ngựa, người ta chọc ông là gì tướng lùng tên ông quê. Ông mới nói con nói con người mà tính cái chiều cao từ cái đầu lên trên trời định đứng từ mặt đất của cái đầu. Cũng nghe không? Bắt hủ không tới giờ. Tại vì mà tính cái đầu trên trời thì cao hơn người ta. Nói thì nói vậy nha. Nói thì nói vậy nhưng mà ông nói con người những cái trí thông minh từ cái đầu trở lên thì mình tính chiều cao thì thấp. Biết là ngày xưa ông không cao nhưng mọi người cũng phải biết thì ông là gì? Ông rất là giỏi. Nó nói kiến người hết cho con. Đây là Napoleon đệ nhất. Tướng là Napoleon đệ nhất hơn Napoleon. Ông không là Napoleon đệ nhất. Cái ba ông Napoleon nhưng mà nói về những cuộc chiến của thời Napoleon đệ nhất. Khi mà ông Napoleon đệ nhất bị bắt đi thì ông em ông đứng lên là tự xưng Napoleon đệ nhị. Napoleon đệ nhị mất thì con trai của Napoleon đệ nhị đứng lên là tự xưng Napoleon đệ ba. Đây là một cái rìu có từ thế kỷ 18. Ở đây cũng có những súng lục cổ ngày xưa. Ba cây bên đây là của Pháp, một hai cây bên đây của Anh, hai cây bên đây của Hà Lan. Và đây là những vũ khí có từ thế kỷ 18 của nước Anh, nước Đức và các nước khác. Dạ dạ. Đây là một khu bảo tàng vũ khí rất lớn ở thành phố Vũng Tàu. Anh John, anh Paul và các bạn nhìn thấy không? Đây là nói về cuộc chiến tranh giữa Anglo và Ba Tư. Và đây là những cây súng từ năm 1770. Đây là những cây kiếm của các hiệp sĩ Mỹ năm 1870. Tôi lấy cái bài sơn chì chị xem rồi. Dạ, cái này là chì quá. Em kết thúc của mình chạy xuống. Và đây là những khẩu súng của người Đức trong thế kỷ 18. Dạ, nói là bảo tàng bây giờ là vô giá rồi.
nhiêu á. Và đây là những người lính. Có lẽ đây là những người lính của Trung Quốc. Không phải, đây là những người lính của Nhật Bản, của nước Nhật Bản. Và đây là những cây súng của người Anh từ thế kỷ 17 và thế kỷ 18. Đây là hình của Alexander Dun. Ở đây có rất nhiều hình về những cây súng của các nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ từ thế kỷ 18. Và đây là các cây súng của những người Mỹ, Hà Lan, Đức. Đây là những cây súng của người Anh, người Đức và người Hà Lan. Đây là những cây súng Thổ Nhĩ Kỳ và của người Nga, của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Nga. Đây là những cây súng của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Nga. Đây là những cây súng của người Ấn Độ và người Pháp và người Úc. Đây là những cây súng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh John, anh Bo và các bạn nhìn thấy không? Đây là một bảo tàng vũ khí rất lớn ở thành phố Vũng Tàu, là một thành phố biển. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vũng Tàu là 60 hoặc 70 km và chúng ta có thể đi bằng xe buýt hoặc xe ô tô. Đây là nói về trận chiến, một trận chiến. Đây là một người lính của nước Anh. Ta đi chắc được, cần gì nghiêm chen, tội đang hàng nữa.
Đây là những người lính nước Anh. Đây là ruột của con rồi. Chắc mấy chị bạn chưa có vô đây không? Đây là một người lính của nữ hoàng Elizabeth. Và đây là một người lính của quân đội nước Anh. Đây là những khẩu súng của người Ý, người Anh, người Pháp vào thế kỷ 18 và có cả súng của nước Mỹ vào thế kỷ 18. Đây là những cây súng của những người châu Phi. Và đây là một người lính của quân đội Anh. Thế còn tất là tất cả mấy bên vậy chị? Nửa xong mình lên lầu, còn cô ba đây mới hết à? Cô ba bên kia hả? Dạ. Dạ. Có lẽ đây là những người lính của Pharaoh. Đây là những người lính của nước Anh. Đây là những cây súng của người Anh, người Mỹ và người Ấn Độ từ thế kỷ 17 và thế kỷ 18.
Đây là những người lính của Zulu. Đây là những người lính của xứ Wales nước Anh. Anh Bo, anh John và các bạn nhìn thấy không? Đây là một bảo tàng rất lớn về những người lính và vũ khí của các nước châu Âu và các nước châu Á vào thế kỷ 17 và thế kỷ 18. Và đây là mũ của những người lính Nga. Đây là mũ của những người lính Nga. Đây là mũ của người lính Pháp. Đây là một bảo tàng vũ khí rất lớn. Của các nước châu Âu và các nước châu Á và của những pharaon Ai Cập thời cổ đại. Đây là toàn bộ khung cảnh của bảo tàng vũ khí. Anh Sean, anh Bo và các bạn nhìn thấy không? Giờ cô này hả? Dạ dạ. Đây là những hình ảnh của những người quân đội Việt Nam. Đây là Hải quân Việt Nam. Đây là mũ và quần áo của quân đội Anh. Đây là những người hải quân của nước Úc. Đây là những người hải quân của nước Úc.
và đây là những người lính của nước Úc. Đây là những người lính trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là những người lính Úc ở trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là những người lính Úc đến Việt Nam và trong những năm của thế kỷ 20. Từ năm 1965 đến năm 1973. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đây là những người lính. Đây là những người lính ở sa mạc Desert. Có lẽ đây là những người lính đã đi ở nước Iraq. Đây là những người lính Úc đã đi đến Iraq. Và đây là không quân của nước Úc và nước Anh, không quân Air Force. Sao chú? Trực thăng, đây là không quân của trực thăng. Đây là những người lính ở máy bay. Anh John và các bạn nhìn thấy không? Đây là những người lính ở máy bay của nước Úc. Sinh hoạt của Úc tại Vũng Tàu với tại núi đất Bà Rịa. Trước đây có rất nhiều người lính Úc đã sống ở thành phố Vũng Tàu.